Hello tất cả mọi người, hiện tại thì chúng ta đang ở tại phòng điều trị công nghệ cao của Ruco International Clinic. Và hôm nay thì Ruco rất là hân hạnh khi mà được đón tiếp một khách hàng, và chị cũng là một diễn viên hài nổi tiếng, hiện cũng đang là giám khảo của một chương trình đang rất là hot luôn, đó là chương trình Giọng Ai Giọng Ai. Thì nói tới đây thì chắc chắn là mọi người đã biết và đã đoán được phần nào đó là diễn viên hài nào, đó chính là chị, trong cũng xin nói luôn, đó chính là chị Thu Trang. Chị Thu Trang đã qua nhiều lời giới thiệu và cuối cùng thì Trang đã chọn Ruco để làm công nghệ Ultrathermax, là một công nghệ nâng cơ toàn diện và trẻ hóa da mà không cần phải phẫu thuật gì hết. Thì xin mời tất cả mọi người cùng Trang và bước vào để gặp chị Trang để mình xem được là sau khi chị Trang đã hoàn thành xong Ultrathermax thì gương mặt của chị Trang đã thay đổi như thế nào. Hello chị. Hello. Mấy tuổi? Bây giờ mấy tuổi? 13. Chưa, sáng mai mới 13. Bây giờ là 14. 14, ngày mai ngủ dậy mới 13. Đúng rồi. Hồi nãy là, đây là hình ảnh của chị Trang. Trâm cũng muốn show với mọi người coi luôn. Đây là hình ảnh của chị Trang trước khi làm Ultrathermax tại Ruco. Trời ơi, bà còn banh bự ra. Ừ, banh đây cho người ta thấy cái này. Đó, trời. Sorry. Như thế này đây. Rồi, Trang để yên mặt nha. Trang không cười nha. Rồi, đó. Thì bây giờ là mọi người có cảm thấy là giống như là gương mặt của chị Trang trước khi làm là cơ nè, cơ hai bên á, là giống như là nó đang đổ xuống rất là nhiều. Tại vì sao? Phụ nữ của chúng ta khi mà bước qua tuổi 30 và nhất là đã sanh con rồi thì chắc chắn là cơ sẽ dễ lão hóa hơn và da sẽ mất dần collagen, nó không còn giống như là lúc mình còn trẻ nữa. Thì bây giờ giống như là Trang nhà mình thì sau khi làm xong Ultrathermax là giống như một cái phương pháp mà nó làm co rút toàn bộ collagen chỉ trong vòng tiến tăng sinh collagen nữa, giống như là cứ mỗi tháng Trang sẽ được tăng sinh collagen càng ngày càng nhiều do cái sóng từ Thermax nó đã tiếp xúc vào cái lớp hạ bì dưới da của Trang. Thì bây giờ mọi người có thể nhìn thấy khác đúng không? Đúng đó, mọi người có thể nhìn thấy cơ hai bên là đang đổ xuống, còn bây giờ là gương mặt đã từ từ bắt đầu đang liếp lên toàn bộ, giống như là chị có cảm giác là gương mặt của mình nhỏ hơn nó gọn hơn, tại vì khi mà mỗi sáng mình dậy á, mình đánh răng rửa mặt thì cũng hay nhìn vô trong gương á, thì mình thấy rõ ràng là cái mặt của mình nó cái vùng này nè nó bị nhão. Nhão cơ, nhão xuống, nó bị chảy xuống. Nhưng mà nãy mới làm xong mà đưa cái kiếm coi thì thấy rõ ràng, lúc mà làm nửa bên mặt á, bên mặt này chưa làm á thì thấy rõ ràng nó mặt mình bị hơi bị méo luôn, là cái này nó nâng lên và cái này nó không có. Bây giờ là làm luôn hai bên rồi thấy rõ ràng nó gọn cái mặt lại. Và ngay cả cái vùng mắt cũng vậy. Vùng mắt nó đầy hơn, tại vì cái mắt bị thức khuya rất là nhiều. Cái công việc của Trang là thức khuya quay phim rồi nhiều khi thức tới sáng luôn, cho nên cái vùng mắt lúc nào cũng bị thâm và nó có bị hõm xuống, cho nên nhìn bị già. Thì hồi nãy khi mà mới làm nửa bên á thì thấy rõ ràng bên này vẫn thâm, vẫn có nhăn vẫn này, nhưng mà bên này thì nó căng lên và nó bớt cái nếp nhăn. Nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ chỉ mới có 15% thôi. Đúng. Sáng mai dậy thì nó sẽ đẹp hơn và đỉnh điểm là 6 tháng sau. Đúng rồi, càng ngày nó càng 6 tháng sau. Tức là công nghệ Ultrathermax là nó không phải giống như là phẫu thuật thẩm mỹ, khi mà mình vừa mới phẫu thuật xong mình bước xuống giường làm đã thấy khác rồi. Nhưng mà Ultrathermax là một công nghệ mà khi bạn làm xong bạn chỉ đạt được kết quả giống như là mình sẽ cảm nhận được cái kết quả là 15%. Giống như bác sĩ nói, và nó sẽ tăng dần từng tháng 5%, 10% cộng và tới 6 tháng sau là cái lúc mà chị Trang sẽ cảm thấy gương mặt của chị non nhất và trẻ nhất. Trẻ ở đây là tại sao mình có thể dùng cái từ trẻ và non, là bởi vì tất cả những cái nếp nhăn của mình giống như là nó được căng đầy lên, nó sẽ dần dần biến mất, gương mặt của mình nó sẽ mướt mát hơn. Nhất là bây giờ chị Trang có thể nhìn thấy cái vầng trán của chị bây giờ ở đây hả? Đúng rồi, da mặt bóng luôn. Đúng rồi. Tức là phần trán của chị Trang đang rất là bóng và từ vậy là bay bóp da của chị cũng như da Hàn Quốc kìa đúng không? Đúng, nó là bóng như là da Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. Biết sao không? Tại vì á, chị mới đi Hàn Quốc về thì qua bệnh thì thấy cái da mặt của người ta rất là đẹp mà mình ao ước. Người ta hay nói là dùng cả thanh xuân để làm một cái gì đó, thì Trang là dùng cả thanh xuân để mà có được làn da đẹp. Đúng rồi, cho nên là nói chung là em hy vọng là chị Trang với cái gợi ý của Ruco là sắp tới chị Trang sẽ tới Ruco đều hơn, giống như là mỗi tuần chị Trang sẽ đến để mà có thể mình làm thêm những công nghệ như là Red Light Extra, trẻ hóa da, Ultra Brightening, những cái công nghệ trẻ hóa của Hoa Kỳ á, thì nó sẽ càng ngày càng tăng sinh collagen sâu thơ mát hơn cho chị Trang nữa. Sao không liên hệ với tôi sớm một xíu đi má?
giờ mới chịu mà để cho tôi làm mà bực mình ghê đó. Nhưng mà không sao, không có gì gọi là muộn hết, đúng không? Bây giờ tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, 6 tháng sau tôi 13 tuổi, và từ bây giờ cho tới 6 tháng sau là chuẩn bị đi làm giấy thẻ học sinh. Rồi tới khi nào là 3 tuổi? 3 tuổi là mỗi năm mình làm riết cái mình cứ thụt xuống 3 tuổi. 3 tuổi là chồng tôi ở tù lâu lắm má, 13 tuổi là chồng tôi đã ở tù. Bây giờ em hỏi chị nè, ví dụ như bây giờ chị có sợ là càng chị càng trẻ càng đẹp thì anh Luật anh sẽ ghen không? Nè em hỏi thì có bao giờ chị sợ gì không? Nói về chị có đang là bị ghen không? Nói có đang ghen chị không? Là thật sự thì không có. Tại vì vợ chồng sống với nhau phải tin tưởng nhau thôi. Bây giờ trẻ hay là không trẻ gì thì anh Luật biết cái tính của mình sao, cho nên không bao giờ ghen, cho dù đẹp cỡ nào nữa cũng không bao giờ ghen. Sắp tới chắc ghen đó. Ghen không? Ghen. Đẹp quá là phải ghen. Nhưng mà tôi bảo đảm mà tôi mà đẹp quá là ổng cũng đòi đi làm à. Vậy đó hả? Để ổng đẹp luôn, hiểu không? Bây giờ người ta đã đi tập tạ rồi. Người ta đã đi tập tạ, đi tập gym để làm soi ca sáu múi rồi. Vậy thì bây giờ em nói chị nghe, bây giờ chị về đi, chị cảm nhận đi. Xong rồi nếu như mà chị Trang cảm thấy là giống như lời của Trâm và lời của Truco nói là ngày càng sẽ đẹp hơn, thì thật sự mà nói em tin chắc là anh Luật ảnh sẽ là người gợi ý để mà chị dắt anh tới đây. Chắc chắn luôn, tại vì bất kể ngay cả phụ nữ hay là phụ nam gì thì em nghĩ là họ đều mong muốn là càng ngày đều càng trẻ và càng đẹp, ai cũng thích hết chứ không phải riêng gì phụ nữ. Đúng rồi. Dạ. Ok, thì bây giờ nãy giờ thì Trang cũng phân tích cho mọi người biết là cái sự khác biệt của chị Trang. Chị Trang nhìn đi. Thấy, tôi thấy nãy giờ tôi nhìn cái hình tôi thiệt sợ. Sợ không? Sợ nhất ở điểm nào? Đừng có để cho tôi nhìn thấy tấm hình này nữa. Nè, nhìn là thấy rõ ràng rồi nè, hai bên này nè rất là sâu đúng không? Bây giờ là mắt mè thì thâm. Bây giờ nào mà có thể focus vô hai cái rãnh mũi má của chị Trang một tí xíu. Rõ ràng là mọi người thấy hai cái rãnh mũi má bắt đầu nó căng đầy lên rồi. Và đây chỉ là mới 15% thôi nha Trang. Có nghĩa là mặt chị đang rất nhỏ gọn, đang rất đẹp. Và thật sự mà nói là Trang cứ ở yên ở nhà đi, da Trang mỗi ngày sẽ càng căng hơn, lỗ chân lông sẽ thu nhỏ hơn, mướt hơn. Đó là cái điều em chia sẻ thật sự từ các khách hàng của Ruco đã làm nha. Và có nghe bác sĩ nói là mấy cái mụn này mấy mốt là không dễ dàng mọc nữa. Đúng rồi, tức là cái lượng dầu đã được control rất là tốt sau khi làm thơ mát rồi. Và nếu như Trang duy trì laser giống như em nói, giống như là mỗi tuần Trang sẽ tới trẻ hóa da bằng laser tại Ruco một lần nữa, thì thật sự mà nói là rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là da của chị là nói chung là sắp tới sẽ rất tuyệt vời đó. Vậy là trả thanh xuân để đi làm mà. Nói dành cho Ruco đi. Ok, trả thanh xuân để dành cho Ruco nha. Cho em đi. Rồi ok. Thôi nói chung là không làm phiền thời gian của mọi người nữa. Cảm ơn mọi người đã coi livestream của Ruco International Clinic của Trâm và chị Trang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.